Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, 3 tháng 8 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Và sau cùng là IV News do Minh Thúy thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày do SBTN Washington DC thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, dân biểu Hills Camp thua trong vòng sơ bộ. Dân biểu Tim Hills Camp, Cộng hòa tiểu bang Kansas, bị tiên liệu sẽ thua trong vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa. Ông sẽ trở thành người thứ tư đương nhiệm của Hạ viện bị loại trong mùa tranh cử này. Ông Hills Camp, thành viên của Freedom Caucus Hạ viện, người đã hỗ trợ loại bỏ cựu chủ tịch Hạ viện John Boehner, đã bị đánh bại bởi bác sĩ Roger Marshall trong vòng sơ bộ để giành ghế tranh cử cho đảng Cộng hòa. Ông Hughes Camp là một trong bốn dân biểu Cộng hòa bị loại sau vòng sơ bộ. Trong số này có dân biểu Chaka Fator, Dân chủ Pennsylvania, Renee Elmers, Cộng hòa North Carolina và Randy Forbes, Cộng hòa Virginia. Những người đã thua cuộc trong vòng bầu cử sơ bộ trong năm nay. Hoa Kỳ đang chia rẽ. Bên ngoài nhà máy Enin Flagmakers trong tiểu bang Virginia chưa chọn đảng nào, một mùa hè của sự bất mãn đang âm ỉ. Người ta cảm thấy sự chia rẽ bên trong đất nước, mức chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, cánh tả và cánh hữu, phe này và phe kia đang diễn ra trầm trọng với mỗi tuần trôi qua. Tuy nhiên, khi bàn tay của họ lướt qua các đường sọc rộng với màu đỏ và màu trắng và mây sao sáng lên hình chữ nhật màu xanh, việc tạo biểu tượng hiệp nhất nhất của Hoa Kỳ, các người mây cờ tạo âm thanh giống nhau hơn là khác nhau. Khi được hỏi về các yếu tố quan trọng nhất của cuộc sống, các câu trả lời tương tự trở lại gia đình, công việc và niềm tin. Được trình bày với ý tưởng sống ở một nước khác, họ đều nói không, Hoa Kỳ không thể bị đánh bại. Ông Trump châm ngòi căng thẳng mới trong đảng Cộng hòa. Khi các người trung thành với đảng Cộng hòa tiếp tục xa lánh, ông Donald Trump châm ngòi căng thẳng mới trong đảng Cộng hòa vào hôm thứ Ba, 2 tháng 8, bằng cách từ chối vận động ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Thượng nghị sĩ John McCain tiểu bang Arizona. Đây là một sự việc đáng tiếc của sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa chỉ 3 tháng trước ngày bầu cử. Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa phát biểu với tờ The Washington Post, ông không ủng hộ ông Ryan, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới. Khi làm như vậy, ông Trump lặp lại lời bình luận của Chủ tịch Hạ viện gần 3 tháng trước, khi nghị sĩ tiểu bang Wisconsin là ban đầu miễn cưỡng chọn ông Trump, là người đúng tiêu chuẩn của đảng để đề cử làm ứng viên tổng thống. Tin mới nhất, ông Pence tránh thảo luận về căng thẳng của đảng Cộng hòa. Ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence không bàn đến các căng thẳng trong đảng sau khi ông Donald Trump từ chối vận động ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona John McCain. Ông Pence phát biểu tại tòa thị chính đêm thứ Ba 2 tháng 8 tại Phoenix, sau đó đã lấy một số câu hỏi từ vài trăm người tham dự, nhưng không đề cập đến sự từ chối vận động ủng hộ các thành viên Cộng hòa. Một phóng viên của hãng thông tấn AP sau đó đã hỏi ông Pence là liệu ông sẽ ủng hộ ông McCain hay ông Ryan, trong khi ứng cử viên đã ký tặng và chụp ảnh tự chụp với người ủng hộ. Thống đốc tiểu bang Indiana hình như bỏ qua câu hỏi và tiếp tục di chuyển xuống dòng người. Ông Trump nói với tờ The Washington Post vào đầu hôm thứ Ba 2 tháng 8 rằng ông chưa có quyết định khi được hỏi về việc ủng hộ dân biểu Paul Ryan, người sẽ đối đầu với cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần tới. Tân chỉ huy trưởng cảnh sát của thành phố New York tìm cách hàn gắn sự rạn nứt với công chúng. Cảnh sát viên chuyên nghiệp được chọn để lãnh đạo sở cảnh sát lớn nhất của Hoa Kỳ đang ôm ấp một chiến lược để hàn gắn vết nứt giữa lực lượng cảnh sát và công chúng. Ông muốn cảnh sát tuần tra làm cho người dân trong khu vực trách nhiệm của mình biết tên của mình trước tiên. Jimmy O'Neill đã được giới thiệu hôm thứ Ba 2 tháng 8 tại tòa thị chính làm tân chỉ huy trưởng của sở cảnh sát New York. Ông sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào tháng sau. Ông O'Neill sẽ thừa hưởng
các cách thức vốn gây bối rối cho người tiền nhiệm nổi tiếng là ông William Bratton. Ông William Bratton cho biết sau khi nghỉ việc, ông sẽ làm việc cho một công ty tư vấn tập thể. Thống kê tội phạm trong thành phố chưa bao giờ thấp hơn lúc này, nhưng tinh thần cảnh sát là một nan đề do sự mất lòng tin giữa cảnh sát và các nhóm thiểu số, nhất là người New York da màu, mỗi ngày một trầm trọng. Người sống sót tai nạn xe buýt bày tỏ sự kinh hoàng. Ông Leonardo Sanchez đã ngủ say trên một chiếc xe bus chở ông đến Oregon để hái trái Việt Quốc, thì bỗng nhiên ông bị ném mạnh vào phía lưng của ghế trước mặt. Sự việc này đã đánh thức ông dậy và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp của sự hỗn loạn và sự chết. Chiếc xe buýt chở ông Sanchez và khoảng 30 người khác trên một chuyến đi trước bình minh qua thung lũng San Joaquin, nông nghiệp giàu có của tiểu bang California. Không biết tại sao đã đâm đầu vào một trụ xa lộ và gần như chiếc xe bus bị cắt đôi. 5 người thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương. Ông Sanchez còn cho biết thêm có rất nhiều tiếng la hét và khóc lóc trong tai nạn khủng khiếp này. Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm trung vào gần vùng lãnh hải Nhật Bản. Một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung của Bắc Hàn được phóng vào hôm thứ Tư 3 tháng 8 đã bay khoảng 1.000 km, 620 dặm và đáp xuống gần vùng lãnh hải của Nhật Bản. Các viên chức Seoul và Tokyo cho biết đây là một trong các chuyến bay dài nhất của một hỏa tiễn Bắc Hàn. Bộ chỉ huy chiến lược của Hoa Kỳ nói rằng Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn Rodon vùng cùng lúc ngày thứ Tư, chứ không chỉ một hỏa tiễn. Tuyên bố của Bộ Chỉ huy nói, các dấu hiệu ban đầu cho thấy một trong hai hỏa tiễn đã phát nổ ngay sau khi được phóng, trong khi hỏa tiễn thứ hai đã bay qua Bắc Hàn và vào vùng biển Nhật Bản. Bắc Hàn gần đây đã công bố một loạt các kỹ thuật tối tân mới, trong mục tiêu chính là sở hữu một hỏa tiễn hạt nhân tầm xa có khả năng bay tới Hoa Kỳ. Nhà hoạt động đối lập thứ hai bị Trung Cộng kết án tù. Vào hôm thứ Tư, 3 tháng 8, một nhà hoạt động đối lập hợp pháp tại Trung Cộng đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam về tội mưu toan lật đổ chính quyền. Đây là lần thứ hai trong một loạt các trường hợp nhằm nhấn mạnh sự đàn áp của Đảng Cộng sản để kiềm chế người chỉ trích chính phủ. Đài truyền hình nhà nước Cộng sản CCTV cho biết Hồ Thạch Căng, Hu Shigen đã nhận tội lật đổ, làm tổn hại an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội. Ngay lúc bắt đầu phiên xử tại Tòa án Nhân dân số 2 Thiên Tân, đài truyền hình cho biết Hồ Thạch Căng đã quyết định không kháng án. Phiên xử ngắn gọn được diễn ra một ngày sau khi tòa án ban hành một án treo 3 năm cho nhà hoạt động đối lập Zai Yan Min. Cả hai đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái, cùng với hai người khác, như là một phần của một chiến dịch đàn áp trên toàn quốc vào các nhà hoạt động quyền hợp pháp. Các nỗi sợ hãi tại Thế vận hội Rio. Trong nhiều tháng, các lo sợ về Thế vận hội Rio de Janeiro đã lấn phần ánh đèn sân khấu. Có những lo ngại về sự an toàn trong bối cảnh gia tăng các vụ giết người tại Rio và các vụ tấn công cực đoan ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các bãi biển và đường thủy bị ô nhiễm khác có thể làm cho các vận động viên và du khách bị bệnh, và virus Zika đã làm cho một số lực sĩ sợ và không tham dự. Nếu tất cả điều đó là chưa đủ, tiểu bang Rio đã ngưng trả tiền cho hàng ngàn công chức trong nhiều tháng qua. Cảnh sát tức giận đã chào đón du khách sân bay quốc tế có bản hiểu nói chào mừng đến địa ngục. Tuy nhiên, nếu lịch sử là một hướng dẫn viên, một sự tập chú vào các vấn đề là tất cả các phần kịch bản trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Sau đây, Quý Châu xin gửi đến quý vị IV News do Minh Thúy thực hiện, nói về cà phê. Xin kính mời quý vị theo dõi. Cà phê có gây bệnh ung thư hay không? Quý vị nào hay uống cà phê hay là thích nhâm nhi ly cà phê, hãy yên tâm uống ly cà phê của mình. Vì theo nguồn tin của The USA Today và The Reuters thì câu trả lời là không. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, uống cà phê hay trà hoặc những thức uống ở nhiệt độ nóng hơn 149 độ F thì lại có thể dẫn đến ung thư cuống họng. Mariana Stein, một giáo sư y học của Đại học trường Keck of Medicine, South California cho biết, thức uống quá nóng có thể làm tổn thương các tế bào ở cuống họng và dẫn đến ung thư.
Nghiên cứu bao gồm 22 nhà khoa học khác từ 10 quốc gia đã kiểm tra khoảng 1.000 nghiên cứu, hơn 20 loại ung thư đã kết luận. Uống cà phê ở nhiệt độ mát an toàn hơn nhiều và có thể giảm nguy cơ ung thư gan 15%. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo. Kính thưa quý đồng hương, Ban chấp hành cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte trân trọng thông báo, đặc biệt trong tháng 8 sẽ có nhiều những sinh hoạt như sau. Ngày 6 tháng 8, lúc 6 giờ chiều, đêm hội ngộ tình quê hương tại Orchid Banquet Hall để giúp tài trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 8, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, buổi picnic của cộng đồng tại Freedom Park. Ngày 28 tháng 8, lúc 5 giờ chiều, dạ tiệc gây quỹ của cộng đồng tại Dragon Court Restaurant để tổ chức Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Ban chấp hành cộng đồng kính mời quý vị đến tham dự. Xin hãy tiếp tay với cộng đồng bày tỏ ý chí và nguyện vọng của toàn dân Việt Nam và bảo tồn văn hóa Việt. Beauty Device Salon, Salon Skincare, Hair Facial Nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng DuPont và thẩm mỹ viện Ngọc Minh, uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam, nhóm thợ của tiệm diễm trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703-241-8022 hay 703-237-3999. Ngọc Minh kính mời. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với mai vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251. Kính thưa quý vị, mỗi lần Thanh Tuyền có dịp về Đà Lạt để trình diễn thì lúc nào Thanh Tuyền cũng ghé thăm công ty Luraco cả. Hôm nay Thanh Tuyền có mặt ở trong văn phòng của Luraco thì như quý vị thấy có rất là nhiều bằng phát minh của Bộ Quốc phòng nè, nhiều quá quý vị ơi. Khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có hết. Chính vì vậy cho nên Thanh Tuyền cảm thấy khi mình sử dụng chiếc ghế Luraco, Thanh Tuyền quá an tâm. Tại vì Thanh Tuyền có hai nhà, cho nên mà hai chiếc đó Thanh Tuyền có chiếc số 6 và chiếc số 7. Cả hai chiếc đều tốt hết quý vị. Mà quý vị biết không, trong căn cứ quân sự đó, các lính Mỹ họ dùng quý vị 7 ngày, mà mỗi một ngày họ dùng 8 tiếng. Quý vị thử hỏi quý vị, nó không tốt sao được. Mình cảm thấy quá hãnh diện và tự hào. Ít ra người Việt Nam của mình cũng có một cái công ty mà làm nở mày nở mặt cho cộng đồng chúng ta, công ty Luraco.